Chào các bạn khán giả, cậu xin chào Búp Chay. Tớ vừa mới đi công viên về, có rất nhiều hoa đẹp. Ba mua cho tớ một chậu hoa nhỏ xíu. Hoa lá thì có gì hay, ở nhà mẹ cứ bắt tớ tưới cây, trời nắng thì bưng cây vào bóng rau, trời mát thì bưng cây ra, chả hiểu gì cả, thật không vui chút nào. Cậu nên nghe lời mẹ đi, nếu không thì cây cối nhà cậu cũng nổi loạn như cây của Búp Chì đấy. Cây cối cũng nổi loạn sao? Tớ muốn xem phim ngay để biết được mọi chuyện. Tập phim Cây Hoa Bướng Bỉnh. Với cây hoa xinh đẹp này, nhất định lần này mình sẽ thắng trong hội chợ hoa lá cành lần tới. Trời nóng quá, phải vào tắm thôi. Sao Sanh dám chọc phá anh hả? Sanh có chọc phá ai đâu, Sanh chỉ vào để la mặt thôi mà. Đứt vào linh răng của anh, rồi còn phun nước bọt lên mặt anh nữa. Sanh không có chọc anh đó, cái khăn lau mặt làm Sanh ngứa mũi, hát chì chứ bộ. Phấn hoa. Trộm. Có trộm. Ai đó đã lấy mất cây hoa của anh rồi. Ngươi là ai? Tôi là cây hoa anh Búp Chì trồng đây. Anh quên rồi à? Sao cây hoa lại ở trong này? Ngoài trời nóng quá nên tôi chuyển vào trong đây ở, mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Cậu làm cái gì thế này? Ở trong nhà thích quá, tôi rủ các bạn rau củ của tôi vào sống chung cho vui. Không được, cậu phải ở ngoài vườn. Cả cậu và các bạn của cậu đều phải ra khỏi nhà hết. Không đời nào, ở trong nhà sướng hơn ở ngoài vườn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ ở trong nhà thôi. Sao mệt thế này? Đó là do cậu thiếu ánh nắng mặt trời khiến cho cơ thể ốm yếu. Nên bây giờ cậu phải ra ngoài vườn thôi. Không, ra vườn nắng lắm, tôi không ra vườn đâu. Tôi làm cho cậu cái máy che, như vậy cậu vừa có thể nhận được ánh nắng mặt trời, vừa không sợ nắng gắt nữa. Wow, hay quá. Bây giờ tôi không sợ ánh nắng mặt trời nữa rồi. Hey.
những cây hoa trong nhà Búp thật hiếu động. May mà các bà ấy cuối cùng cũng chỉ ở ngoài vườn. Cậu biết không, những cây hoa rất mong manh, chúng ta phải chăm sóc đúng cách thì chúng mới khỏe mạnh được. Nhiều bạn nhỏ cứ tưởng là buổi trưa nóng nực, phải tưới thật nhiều nước cho cây để làm cây mát mẻ. Nhưng thực ra không phải thế đâu. Buổi trưa hè nóng nực, nhiệt độ trong đất cũng sẽ tăng cao hơn so với bình thường. Nếu tưới nước vào đất đang nóng thì đất sẽ hạ nhiệt đột ngột, trong khi nhiệt độ không khí bên ngoài vẫn đang rất cao. Điều này không tốt chút nào. Nó gây ra sự sốc nhiệt, khiến hoa non yếu sẽ không chịu nổi và chết. Có những hôm vào buổi trưa nắng nóng, bỗng đổ mưa rào đột ngột, vườn hoa non yếu sẽ không chịu nổi và héo rũ hết sau đó. Thế nên chúng ta phải làm mái che cho vườn hoa của mình. Thời điểm tốt nhất để tưới cây là vào buổi sáng hoặc chiều tối, vì lúc đó nhiệt độ không khí thấp, nên sau khi tưới cây, nhiệt độ giữa đất và không khí chênh lệch ít, không gây nguy hiểm cho cây. Cây sẽ tươi tắn và khỏe mạnh hơn nhiều đấy. Thật hay quá, tớ đã thích cây cối hơn và biết cách chăm sóc cây rồi. Từ nay tớ sẽ tự chăm sóc khu vườn của mình, không đợi mẹ nhắc nhở nữa. Các bạn nhớ đón xem Xin Chào Búp Chì phát sóng lúc 17:20 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mã chi tiết vui lòng truy cập vào website www.xinchaobupchi.com. Cảm ơn giờ Pin và Ta. Xin chào và hẹn gặp lại.